nhớ chồng ít chồng nhật gì cái tiếp phong trừ sá đời mà thiết chùa tu sá đấu lục mông tại sá tông chùa sá đua sơn là trò trừ về tê về chín nọ bé cho sá trò sá đời tê ra sòng trạc ca xuống bao lê sông hốc lừ cờ chi bộ cái sĩ tử lê sông hốc lừ bỏ hưởng trị tên chìa thọ bọn nè chín anh pha hủa sĩ gì chín nào mù giàu sá đời sĩ trò sau cá sai thêm lòng sá đời mà thiết chùa chỉ có chỉ có tổ chức đảng đau hủ truân trẻ hắn thủ thao đảng bộ sát suối bầu tứ muôn tàu phá chữ khi phỉ hù lệ sông hốc lử cờ chi bộ hôm thờ một xét chỉ trà tổ chức cơ sở đảng tuôn rẻ ý thành su su lệ tàu sông hốc lử cờ chi bộ đời tế xế trò uốn tên tù xã đốt nút nò giàu trong nhật gì cái tiếp phong chữ sở đời sai thêm lòng xa đua suối bầu lệ sông hốc lử cờ chi bộ cỏ bóng minh đùa. Chị chồng ở xây nền cổ bê, mua rò là cậu ok, nhìn nó chi bộ rò hiền sàng, mua cậu ở tủ đạp viên. Giờ lúc rò nhớ to xiết đá kế một lò chạy vị lì. Tàn thơ rò mua ít bùa bếch chầu trâu chỉ, chà bùa chít chầu trâu lên bếch sảnh. Chỉnh chữ chi so ít xìa lì, bếch sảnh chít sánh đệ á, sau cái chạy bó hữu thiết của trà hà rong, tuôn xài hai chạy chít chuôn gió. Chỉnh chồng tàu cố kê chạy chỉ phỉ hủ, hấu kế đá khổ, lo tùa. Là hải cha mà phải chốc bên sảnh hấu rò, bố lanh cho dịp lùa. Thu xả mênh tê kế giọt nhẹ hai sau, chỉ bộ rò tứ muôn tàu lòng chia, lo sầu cỡ thiê, bố lê phải chùa phì hủ trong số khó chào. Đợi tê dìa cỡ, ít trà bố kia đã tê chỉ thị nghị quyết, cấp chia tiền tàu cho cá, chỉ bộ rò hiền sang hạ chảnh. Ủa thức rồng sát la tê hào lử, kỳ trò bên sảnh lúc nanh, hộ trả như chia xã hội. Để nâng cao cái chất lượng của đảng, các đồng chí chỉ có hốc lử cờ chi bộ tàu rồng đua mà tế đồng chí đảng viên cho đỡ bố lãnh dòng tỏ đảng thế tế chờ tế kế chạy bế tứ trình trành của hù tế sành của trắng nhiệt dìa phô kia chạy tàu tàn cho số lãnh đảng viên chỉ cho lệ tía dù tế hốc lử tàu dò kia dòng tỏ chạy đảng chỉ chia tế đảng viên sau chạy hiện cho chi bộ theo điều lệ đảng không được làm. Xa suốt bầu nhện nò mua chà bùa nành cậu gì dưa lùa blog xanh trọc bùa nảnh cậu lanh bên sảnh. Xã lúc rò từ cu mua đạo viên, thống là xã mua ít bùa chi chào xa từ đạo viên. Nhớ tại cậu ít chỉ bộ, hóng tài mua đầu chỉ bộ rò, ở chỉ bộ trá cậu, ít chỉ bộ trạm y tế, thế ít chỉ bộ công an xã, ít chỉ bộ quân sự. Tất chỉ phảnh tàu tê chỉ bộ rò đảng viên hà chảnh chờ, cậu chỉ bộ thế hỗ trợ đạo viên là xin vị lị. Thủ đầu đảng bộ xã, chảy lo si phỉ đi hào công sự hộ trá đảng viên chia do đảng viên lùa thuốc hộ phát dứ bánh sự tổ chức cơ sở đảng chỉ tra cán bộ đảng viên chỉ chia lấy tía chùa lúc lùa hao lự tàu dò. Trong thời gian qua bên đoàn xã thì cũng bám sát vào các kế hoạch và các nghị quyết của đảng ủy về phát triển đảng. Đồng thời đoàn xã tự trình trình các học lử tuổi xã lệ nghị quyết tờ đảng ủy lo sầu của trả đảng. Đoàn xã tự lệ trai hậu tết chỉ đoàn danh tết đồng chí đoàn viên chị chia ban chấp hành đoàn xã thiê mù cờ trại đảng ban chấp hành đoàn xã cho cá chùa chỉ đoàn ba tết đồng chí no hậu trong lúc đi hậu xong mà ban chấp hành đoàn xã tự xài tàu cầu ấp tù đồng chí mù cờ trại đảng. Đó là giới thiệu được 12 đồng chí đi học lãnh nhận thức về đảng. Ít chà phô lệ sông cầu lù không y nu cầu dị lúc chiếc lì trong áo sinh định cầu in tại Bộ Chính trị lo sầu lệ chỉ thị cầu chi nu cầu chiếc lúc chiếc lì trong áo sinh cầu trong tại Bộ Chính trị cờ sầu trời chúc bự chị chia Hồ Chí Minh lòng chia chỉ sao học lử cho cá tờ xua chi bộ thiết tê đảng viên ùa tư sông lệ học lử cờ chi bộ đảng bộ xã tước thia xua chi bộ ba tên chiếc lục phỉ hủ dìa cỡ chỉ cho tranh lúc lì trâu nú nảy ngọc lau. Do hóc lử trâu tranh tù đồng chí cấp ủy ba chi bộ rò, tê đồng chí chi ủy tàu dò ba chi bộ, chinh tranh tê giả phỉ hủ đầu chi bộ, dù tàu dò sách cá, lê hóc lử gặp phỉ hủ, đồng tàu ba đảng viên chi bộ kê chùa trọ manh bê sảnh, kê họ ba tàu bê sảnh hủ trá nhiên chia suốt tàu kế trái cho kế lùa, ít thành chú rù, cho tàu tê cố kế chai chỉ phỉ hủ bó trề. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế xã hội rồi là công tác xây dựng đảng thì ban thường vụ đảng ủy xã tứ phùa lề thống xua tù đồng chí cấp chỉ huy tê đồng chí no mà cho tê nành bá cán bộ đảng viên thiê bê sành lề cọ sông đua tê kẻ chạy tố xa hấu nghị quyết đại hội đảng bộ xã trở tố xa hấu tụ phùa lề mà tê đồng chí cán bộ đảng viên
do tiến hành uốn tên chùa lệ trở tế chỉ thị nghị quyết tại cấp xia. Hầu trong lúc lì hầu sông ớt sánh gọc lâu, mà tư sánh tàn trò tế kế chạy hùa trán nhiệt chiết xã hội, trở nghị quyết tại tri bộ, cú lì nghị quyết tại hội đảng bộ xã Tùa Xà. Thực hiện đánh giá, rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ xã Suối Bầu tư ít thành chú rù chỉ tra tàu cấp ủy viên chùa khó chào, bí thư tri bộ mua bánh sự cho kế chạy chính trị chua. Lấy tàu sông cốc sự chỉ trách đảng, học lử cờ xua chi bộ đảng, tứ bọn trống muôn tàu long chia, xua chi bộ rò, tứ thua hùa bánh sự cho cá của hồ tàu phê sạch hùa trá nhiên chia, xua tàu kế chai, do tàu kế lùa, cho tàu tê cú kế chai, chỉ phỉ hủ bó trề, ít thành chu trù chỉ trách tàu lút đanh trô trề, sau nhiên chia xã hội hùa trá. Sát đời một thiết chùa Tết sông.